Xin chào tất cả anh em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Hoàng hậu giá đáo của nhà phát hành Hatch Media Việt Nam. Đây thì anh em có thể thấy thì game này cũng như là khá giống với các cửa game cung đấu khác. Đặc biệt là thì ra ngươi nhờ ta làm đồ chơi là để cho bọn trẻ. Là cũng là khá giống với các tựa game phát hành cung đấu gần đây như là coi sao lắm. Cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần nàng đứng bên cạnh ta, hoàng hậu các cho dù đối là... đầu với cả thiên hạ này thì đã sao. Lưu Ly Mộng, cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần nàng đứng bên cạnh ta, cho dù đối đầu với cả thiên hạ này thì đã sao. Đây thì anh em có thể thấy thì game cũng có tính năng sinh con giống như là các game khác về đề tài như là Quan Lão Gia hay là Hoàng hậu các tường nhân dân. Thì khi vào game anh em sẽ được trở thành một hoàng hậu từ một bằng chai trắng, có khi là trở thành một hoàng hậu đích thực. Đây là các ngàn, đây là các kỹ năng như là này là chim kỹ em, cho dù xảy ra chuyện gì em có thể mở khóa thêm nhiều chi kỹ khác. Đây có rất là nhiều chi kỹ, hay là cũng có công cụ là năng thu hoạch các chiến lợi phẩm một khoảng thời gian nhất định thì anh em sẽ nhận được một phần quà, có là một khúc gì đó. Ngoài ra có bảo xếp hạng này, phượng quan thoát ra. Đây còn chức năng nhắn tin, ví dụ như mình đang có một cây kỹ thì mình nhắn tin như thế này. Đó nhắn cho mình là nhớ lại vết thương trên mặt của cô nương ngày hôm nay. Hơi dài quá nên thôi mình sẽ không đọc, mình trả lời luôn. Đây là đang đưa thư, cũng như là chức năng nhắn tin ở bên ngôi sao lấp lánh vậy các bạn. Game cũng khá là giống nhau. Đây, tới đây là đoạn hội thoại rồi thì đã kết thúc. Ok, giờ đúng rồi, mình sẽ tiến hành làm nhiệm vụ 14, 15, 16, 17, 18 là tối thiểu một đồng hội đạt cấp 40. Bất luận thế nào, chỉ cần tiếp tục sống thì sẽ có hy vọng. Giờ mình chỉ có một cái đồng đội thôi, nên là nó cũng không có cho nhiều cái được đâu. Đặt level 40, ủa được rồi mình ta. Số anh em mình quên tích vào tăng 10 level. Trời ơi không đủ luôn. Tăng từng cấp. Đây mình tăng từng cấp, chứ tăng lần 10 level nó không đủ tiền. Mình nghèo ghê, ghê luôn. Tích lũy tặng cho đồng đội 10 điện tích 10 mát. Ủa tặng tiếp là 3 rồi 9 cái nó đủ rồi. Thế mình sẽ nhận hai vượt ải công tiện thứ 11. Thảo Phan, như đâu vào cái túi mình đâu. Đây đạo cụ, như mình thấy cái thẻ này mình sẽ sử dụng. Thì cái này cái thẻ mua thẻ tháng, nó dụ mình cọc nạp tiền thì game này cũng khá là hút máu. Cái này nhưng mà nó phải bắt mình nạp tiền, buồn nó ghê vậy. Bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ thứ 20. Thì sau khi xong nhiệm vụ mình này
thì mình sẽ chia sẻ cho anh em tất cả các gift code dành cho tân thủ và hướng dẫn anh em nhập gift code để góp phần để hỗ trợ một phần nào đó cho anh em cà chai. Ok, thì đầu tiên để nhập gift code anh em nhấn vào cái dấu x ở bên đây, thì đó anh em nhấn vào cài đặt và nhấn vào gift code. Thì gift code thứ nhất như sau: 234A khai. Đó, chúng ta nhấn vào đổi. Thì để nhận quà, anh em tiến hành vào email. Thì gift code này sẽ nhận được các phần quà sau: ngọc mã não có thể tặng chi kỷ cộng 50 SP thân mật. Thứ hai là lệnh hàng ngày, sử dụng hàng ngày khi một lượt xử lý hàng ngày. Thứ ba chính là canh tuyết liên sử dụng trong phượng quan điện, tăng tốc độ trưởng thành cho con cá trong thời kỳ trẻ hơn. Thứ ba đó là thuốc sinh lực sử dụng trong phượng quan điện hồi sinh 3 sinh lực cho một đứa trẻ. Thứ tư đó là thuốc thể lực sử dụng khi du ngoạn để hồi thể lực. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ hai. Thì vẫn vậy, anh em nhấn vào cài đặt và nhấn vào gift code. Gift code thứ hai như sau: 035 Hà Hậu. Đó, anh em nhấn vào đổi. Thì cũng như vậy, anh em tiến hành vào email để nhận quà. Thì gift code này sẽ nhận được là rèn luyện nhận từ công vụ tăng cấp đồng đội, cần có nhiều rèn luyện. Thứ hai đó chính là danh tiếng nhận từ công vụ, cần cho vụ việc cuộc ải cốt truyện. Thứ ba đến là bạch học có thể tặng chi kỷ cộng 10 SP thân mật. Thứ tư chính là lệnh xuất chiến sử dụng trong đấu phụ bản và đấu kháng địch thêm một lượt kháng chiến cho đồng đội. Cuối cùng là hút tinh lực sử dụng cho giao điện chi kỷ hồi 3 tinh lực. Ra thì game cũng có một số hoạt động đặc sắc. Đây là điểm danh vẫy ngày nhận chi kỷ. Hiện tại nên vui. Đây là sự kiện cầu phúc. Mình sẽ cầu phúc một lần. Đây là nữ tướng hiến pháp, giờ hoàng nhân dân. Thì các hoạt động thì cũng na ná nhau, như là thôi, đây là tính năng hẹn hò. Thế hẹn hò, cầm đàn đứng bên cạnh ta, cho dù đối đầu với cả thiên hạ này thì đã sao. Okay, giờ chúng ta còn tiến hành làm nhiệm vụ kế tiếp là chén rượu nghìn năm chi để cái danh khung, tăng cho hai đồng đội cấp 30 nó tăng không, tích lũy tặng cho đồng đội 15 điểm tích. Rồi đủ. Cái nhiệm vụ kế tiếp. Nhiệm vụ kế tiếp mình là vượt ải cốt truyện. Ok, thì như theo mình thấy thì còn một cái code nữa, là code khai mở server. Quà thượng giá đâu? Chúng ta cùng vào hồi phụ và ta sẽ cùng nhập gift code cuối cùng. Thì gift code như sau: khai mở server, tên nhắn vào đổi. Mà không hiểu sao thế này, gift code này nó lại bị lỗi, thử nhập không được.
Mặc dù là trên các trang như là Thế Giới Động thì nó cũng đã chia sẻ rồi nhưng mà nó nhập không được nha. Ok, thì như vậy là đã xong. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Cảm ơn anh em đã xem video. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Và anh em.